Rồi, ok. Đó, hôm nay thì anh em cũng đi cắt tỉa sầu riêng nha mọi người. Đây là Khiêm. Đó, mở khẩu trang ra cho anh em mọi người biết mày. Trời ơi, đi làm bịt khẩu trang gì. Trời có nắng đi, đâu giờ này cũng 5 giờ chiều mà. Nắng chiều mát cơ thể. Sầu riêng này gãy phân gì tốt Khiêm? Sầu riêng này bình thường theo quy trình của bên em á thì em sẽ cho gãy hữu cơ quả cầu lửa 007. À. Dạ. Gãy một gốc này thì trung bình em sẽ cho gãy từ khoảng 1 ký đến 1 ký rưỡi. Hoặc là tùy gốc, nếu gốc lớn hơn thì em sẽ cho gãy tầm 1 ký 7. Hữu cơ này thì em cho gãy thì công thức sẽ là 4 hoặc 5 bao hữu cơ 007 cộng với một bao bu mắt da băng. Ừ. Chúng ta trộn đều và chúng ta gãy xung quanh gốc, cây nó sẽ hấp thu toàn diện. Cái này thì chu kỳ là thường thường là bao lâu mình sẽ gãy một lần Khiêm? Trung bình nếu mà giai đoạn kiến thiết như cây này á thì trung bình em sẽ cho tầm khoảng 20 đến 30 ngày mình sẽ bắt đầu đi phân cho nó một lần. Quay mặt trước cho quý con nông dân mình xem cái mẫu bao của công ty Bio Gia Băng, thương hiệu quả cầu lửa luôn, để quý con nông dân của mình mua cho chính xác cái sản phẩm khi mà mình xài. Đây là cái cách nhận diện cái mẫu bao mới của bên công ty Bio Gia Băng, thương hiệu quả cầu lửa luôn đi Khiêm, giới thiệu cho bà con nông dân luôn đi. Cách nhận diện là quả cầu lửa bên em á sẽ có thành phần đầy đủ. Quả cầu lửa tên thương mại em là quả cầu lửa 007. À. Dạ. Có thành phần ghi rõ ràng ở dưới trên bao bì hết luôn. Và địa chỉ của công ty em á là công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bio Gia Băng. Dạ, địa chỉ là ghi ở một góc ở dưới đây, bà con có thể nhìn thấy rõ. Dạ. Đây là những cái mà nhận diện nha quý con. Đây. Đó, quả cầu lửa 007 new. Đó, hình tròn tròn. Đó, thành phần tên công ty. Đó, để nhận dạng để mình mua cho đúng cái sản phẩm nha quý con. Thì anh em cũng đang tiến hành hiện tại giờ cũng đang cắt tỉa cho cái vườn sầu riêng ghi 6 nha quý con. Vườn sầu riêng ghi 6 này thì đây anh chủ nhà vườn cũng tưới nước luôn nha quý con. Đó. Thấy chưa? Nè, máy xăng này chưa? Đó, miền Tây là tứ vườn sầu riêng là gì không rồi quý con? Lấy cái bao, ướt cái bao kìa. Đây. Đây, ghê hồng không? Tứ à. Đây, hay, vô cắt tỉa quý con ơi. Bây giờ là dắt giữa chiều rồi, giờ này cũng mát rồi. Thì giờ này bắt đầu là cắt tỉa cho cái vườn sầu riêng ghi 6. Đây thì vườn này là cũng là một trong những nhà vườn mà hiện tại giờ là áp dụng theo cái quy trình xử lý làm bông, lộn xử lý mà gọi là nuôi cây á quý con. Từ khi trồng cho đến ngày hôm nay luôn là hầu như là gãy phân, đó là quả cầu lửa 007 và bu mát sa băng của bên Nam. Thì ngoài ra thì Nam cũng cho phối trộn vô thêm những cái dòng NPK để hỗ trợ thêm cho cái cây nha quý con. Như cây nó rơi vào tầm khoảng từ 1,5 năm đảo lên thì bắt đầu mình sẽ nhấp cho nó thêm những cái dòng NPK thêm để hỗ trợ thêm nha quý con, để cho nó tạo cho nó một cái gốc và cái cành nó bự lên. Như hiện tại thì quý bà con nông dân mình xem đây là một cái vườn sầu riêng là khá là gọi là đều quý con, thấy không? Để Nam quay tổng thể miếng vườn cho quý con nông dân mình xem. Khi mà xài cái hữu cơ vi sinh 007 của bên Nam thì quý bà con nông dân của chúng ta sẽ cảm nhận được đó là gì? Nó tăng cường cái hệ vi sinh vật trong đất lên, giúp cho cây trồng của chúng ta tăng sức đề kháng và nó bổ sung thêm những cái dòng chung quy lượng cho cái cây sầu riêng của chúng ta, như chẳng hạn bo canxi nè, rồi magie kẽm nè, đồng sắt, mang rang, molic đen. Nói chung là nó sẽ hỗ trợ thêm cho quý con nông dân của chúng ta. Đó, cho cây trồng nó sẽ nhanh phát triển hơn. Thì ở đây thì sầu riêng khi mà xài cái sản phẩm của bên
công ty Biosaban thương hiệu quả cầu lửa, thì quý con nông dân mình thấy là cái cây sầu riêng nó khá là đều trên vườn của chúng ta. Đặc biệt thì những cái dòng như sô gheo humid nè, sô gheo ga ghế nè, giọt đọt sầu riêng nè, rồi humid sa băng, rồi giọt đọt sầu riêng đó. Nói chung là bên Nam thì có tất cả những cái dòng sản phẩm là chuyên chơi nuôi cây, dưỡng cây, phục hồi cây, làm bông, đậu trái luôn nghe quý con. Thì hôm nay thì Năm quay sơ lược cái mảnh vườn mà áp dụng theo cái phân thuốc bên công ty Biosaban thương hiệu quả cầu lửa của bên Nam, thì để cho quý con nông dân của chúng ta có thể cảm nhận được một trong những cái dòng sản phẩm mà hiện tại giờ quý con nông dân của chúng ta rất là tin tưởng để xài trên cái nhà vườn của chúng ta đó. Không riêng về những cây đó thì Nam quay tổng thể luôn nhiều cho quý con nông dân chúng ta xem cái vườn sầu riêng nó như thế nào đó. Hiện tại thì cái vườn sầu riêng này cây lá đang già thì bắt đầu là Nam sẽ tiến hành Nam đi tỉa nghe quý con. Như đây cây kéo đây cầm luôn nè, để Nam đi tỉa cho quý con nông dân mình xem đó. Thì cái cách tiễn như thế nào thì một chút nữa Nam sẽ quay cận cảnh luôn cho quý con nông dân mình xem. Rồi hiện tại thì để Nam quay trước mắt là tổng thể cái miếng vườn để quý con nông dân mình xem là xài sản phẩm bên Nam thì cái vườn nó như thế nào, có đạt chuẩn hay không. Thì đây thấy chưa, tổng thể luôn, cây nào cũng như cây nào luôn, thấy không đó. Quay quý con nông dân xem là hiện tại giờ là bắt đầu là đọt nó già trơn rồi nè. Bắt đầu là tiến hành là mình đi cắt tỉa, cắt tỉa xong rồi bắt đầu là tiến hành là cho ảnh chắc phải thúc đọt rồi, cơ mới của quý con, thấy không, vườn nè xanh mướt gơ không. Thôi thì bắt đầu là vô cắt tỉa quý con. Cái clip này ngưng tưới nước đi Nhân ơi. Nhân ơi. Chắc là về đi anh Tứ. Ừ. Để ướt nhẹp nhau à. Thấy không? Bây giờ mình cắt những cái cành bơ quý con. Cây kéo mới, cây kéo anh thấy không? Cây kéo mới mài luôn bởi vì ra nó bén quá bén rồi. Vậy thôi bỏ đi cây kéo của anh, bỏ đi, bỏ đi cây kéo của anh, em không cắt đâu, mùi kéo tức chết. Ở đây thì quý con nông dân của chúng ta cắt tỉa đúng không, chúng ta sẽ cắt những cái cành bơ đi, bỏ đi, tại vì trong cái giai đoạn cây tơ này á chúng ta sẽ không có chừa lại ba cái cành bơ như thế này đó nè, thấy không, cắt tỉa cho nó gọn gàng, cây cho thông thoáng. Quá. Quá tờ thấy chưa? Nè, bạn nhánh bơ nè. Cây nó gầm gạp nè quý con. Thấy không? Thì giờ mình cắt tỉa lại cho nó gọn gàng lại. Thì ở đây thì cắt tỉa thì cắt tỉa như Nam. Dạ đúng rồi, uống hoài đây là những nhánh này, nhánh vô hiệu nghe quý con, đây là nhánh này nhánh hữu hiệu nè, là nhánh này sau này mang trái nè, nhánh hữu hiệu nè, đúng không, còn cái nhánh vô hiệu là cái nhánh như thế này, đây là cái nhánh vô hiệu nè đó. Để mình cắt cái nhánh này bỏ cho quý con dần mình cho nó thoáng vô cầu dễ nè. Nè cái nhánh vô hiệu nè, cái nhánh này không thể nào mà sau này nó có mang trái đi chăng nữa, có con trái à, là bắt đầu á cái trái nó cũng không có đạt nữa, không có chất lượng nữa, ăn không có ngon. Với hai nữa là nó mang được trái xong rồi là nhánh này sẽ chết luôn, thay vì bây giờ mình chừa lại mình cũng cắt bỏ luôn nha quý con nè, thấy không đó.
quá trời, nó gặm gạp. Mấy cây này em cắt trên nha, nguyên bờ này luôn hả? Tại sao mà phải cắt tỉa? Thì cây sầu riêng á, nếu mà trường hợp mình không cắt tỉa là cái nhánh này nè nó sẽ chậm lớn. Bà con nông dân mình đừng có tưởng là cây sầu riêng á, mình cắt tỉa là nó mất sức nha, không có đâu. Càng cắt tỉa là cái nhánh nó càng phát triển, còn không cắt tỉa là sau này cái nhánh nó nhỏ xíu à. Nè, nhánh hụt vô hiệu nè. Của chín bao sao ở nhà còn phân nữa hả? Gì? Sao bầu gãy gì vậy? Gãy gì vậy? Gãy lâu chưa? Gì? Cộng biết không? Ok chưa ha, Khem? Xong chưa? Tỉa cho nó thoáng cái... tỉa xong nó thoáng. Trời ơi, rồi thoáng cây này thấy không? Để cho mình quay một cây minh họa cho quý con nông dân mình xem thôi. Thì để Nam đi tiễn nha mọi người, chứ quay phim thôi là khỏi tiễn luôn á.